Đây là một video cực kỳ đặc biệt, mọi người nhớ hãy lưu lại video này nhé, để mình có thể thực hiện vào đúng ngày mùng 8 tháng 8. Bởi vì ngày này có một cổng năng lượng đặc biệt mở ra, đó chính là cổng năng lượng sư tử. Mọi người gọi đây là một ngày may mắn nhất năm. Chúng ta có thể thu hút bất kỳ điều gì mà chúng ta mong muốn. Và chắc chắn rồi, Huệ sẽ không để mọi người phải bỏ lỡ ngày đặc biệt này, bởi vì mọi người sẽ có một ngày đặc biệt đón nhận năng lượng từ vũ trụ và biến tất cả những ước mơ và mong muốn của mình trở thành sự thật. Tất cả những gì chúng ta cần là một chiếc bút hay một cuốn sổ mà người vẫn đang thực hành luật hấp dẫn hàng ngày. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để vào đúng 8 giờ 8 phút ngày mùng 8 tháng 8 hoặc 20 giờ 8 phút tối ngày mùng 8 tháng 8. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi ra một bức thư nhưng sẽ gửi tới tương lai của các bạn. Và bức thư này của chính bạn, phiên bản của tương lai, một phiên bản mà bạn mong muốn trở thành, đã đạt được hoàn toàn tất cả các mục tiêu mà bạn đã đặt ra trong năm vừa qua. Huệ ví dụ cho mọi người nhé. Mục tiêu của mọi người là 10 tỷ hay 1 triệu đô trong vòng 1 năm nữa, mua xe, mua nhà hay có một khu vườn mơ ước. Đó chính là những cái ví dụ, Huệ lấy ví dụ cho mọi người nha. Hãy viết thư với tâm thế đó chính là mình của tương lai. Bạn sẽ nhận được 10 tỷ hay là 1 triệu đô, nhà lầu, xe hơi hay có một khu vườn mình mơ ước. Chúng ta sẽ viết với tâm thế là sao ạ? Sống như thể đã đạt được, chúng ta đã đạt được tất cả mọi mục tiêu đó rồi. Và chúng ta đang viết thư gửi của bạn hiện tại và cảm ơn những sự nỗ lực và cố gắng của bản thân trong suốt một năm qua. Huệ sẽ ví dụ luôn cho mọi người dễ hiểu hơn nha. Ví dụ bạn của một năm sau là sao ạ? Ngày mùng 8 tháng 8 năm 2025 đúng không ạ? Gửi thư của bạn về ngày hiện tại là mùng 8 tháng 8 năm 2024. Ví dụ bạn tên là Huệ, tên là Ngọc Huệ đi, ok ha? Huệ sẽ viết sao ạ? Ngọc Huệ thân mến, cảm ơn tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của bạn trong vòng một năm qua để bây giờ mình có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Tài khoản ngân hàng của mình đã có số dư 10 tỷ, mình đã có một ngôi nhà, mình đã có một cái xe hơi, mình đã có một khu vườn mà mình mơ ước và sở hữu rất nhiều bất động sản. Cảm ơn bạn vì bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ. Cảm ơn bạn với một ý chí kiên định, kiên nhẫn, nhất quán với mục tiêu của mình. Bạn không bao giờ nản chí bởi những lời nói của người khác. Hãy nhớ rằng 8 giờ 8 phút sáng ngày mùng 8 tháng 8 hoặc 20 giờ 8 phút ngày mùng 8 tháng 8 nha. Mọi người sẽ bắt đầu cầm bút và viết. Mọi người có thể viết bao lâu cũng được vì ước mơ của chúng ta rất là nhiều đúng không? Có thể viết 30 phút, 1 tiếng hay thậm chí là vài phút cũng được nhé. Huệ sẽ không quy định cái thời gian mọi người viết trong bao lâu ha. Và khi mà mọi người viết xong cái bức thư gửi đến mình của tương lai thì hãy để bức thư này ở một nơi khô ráo, sạch sẽ, kín đáo và hãy để cái bức thư này như vậy và quên nói đi. Và một điều Huệ muốn bật mí cho mọi người này, mọi người nhớ lưu video này lại và một năm sau quay trở lại và hãy lưu video này lại để mình viết thư cho chính mình theo mẫu mà Huệ đã hướng dẫn nha. Huệ muốn lưu ý với mọi người là bản thân Huệ và rất nhiều khách hàng của Huệ cũng đã đạt được tất cả những gì mà mình ghi trong lá thư của mình từ tương lai gửi đến cho mình hiện tại từ một năm trước. Vậy hôm nay sẽ tới lượt bạn thực hiện ước mơ của chính mình. Và Huệ rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện thành công của bạn sau một năm nữa. Hãy nhớ rằng hãy cho Huệ biết và ăn mừng thành công với Huệ nhé.